Đó, hôm nay là buổi bay thử hai con này đua với nhau nè. Rồi Huy ơi, giới thiệu hai con đi Huy. Thì xin chào bạn, hôm nay mình sẽ test bay thử hai cái mẫu sản phẩm này ha. Một mẫu quadcopter là Q39, còn một mẫu là XT1 của Atop. Đó, thì hai mẫu này sẽ sử dụng hai cái điều khiển như này. Hiện tại thì mình sẽ cùng với bạn lại, thì mỗi người sẽ bay một cái mẫu sản phẩm này bay thử ha. Nếu bạn nhìn xung quanh nè, trời rất là gió nha, nhưng mà mình vẫn sẽ cố bay cho bạn xem. Còn bạn nào mà mới chơi hay gì đó thì mình khuyên bạn là không nên bay ở trời gió nha. Nếu nó tạt mà các bạn lúng túng, người ta không biết cái thao tác đó, thì nó có thể bay đi luôn ha. Thì khi đó thì bạn đòi hỏi là muốn an toàn, chúng ta phải ngắt ga để cho nó rơi tự do, ngắt ga thì nó không sao đó. Thì bây giờ mình sẽ kết nối hai mẫu sản phẩm này ha. Cho bit cao đi. Gió đầu nha các bạn. Đây hai người chơi của chúng ta này. Mình chuyên bay những cái đầu dễ tinh rồi. Đây là những trò rùa đuổi quân lợi thôi. Đó, còn Huy bay máy bay mấy năm rồi. Có hai người đua nhau cái coi. Các bạn thấy không? Rất là tuyệt vời chứ hả? Bay gần dễ thấy rồi. Đây, đây là con Huy nè. Đó, con phía sau nè, có hai con này. Gió cũng không có gì về hai chồng máy bay này đâu các bạn. Bay thoải mái nha các bạn. Bay thoải mái. Tay lửa gì đó được. Đây là con này. Bay tương đối là êm, nhanh nữa, gió gì đó chịu được hết. Gió mà nó tạt máy bay qua hướng bên phải quá thì các bạn sẽ kéo cái cần điều khiển tạt trái nhiều nha các bạn, để cho nó giữ chống lại gió. Chứ nếu mà bạn xua theo cái chiều nó luôn thì nó sẽ bay tạt qua phải luôn rất nhanh. Ví dụ mà gió bên thổi qua phải á, bạn xua theo mé phải luôn thì máy bay nó sẽ bay rất nhanh ha. Đòi hỏi chúng ta phải kéo cái cần tạt qua trái để cho máy bay nó ổn định và nó cản được gió. Đó, hai mẫu chúng ta đây. Đó, bài khá là tốt nha bạn. Rồi, chơi xỏa luôn. Đua đây nè. Hai con quần nhau nè. Đây các bạn xem ơi, là hai đối thủ của chúng ta sẽ quần nhau nha các bạn. Đó. Qua bay lại. Tạt đầu, đánh võng. Không có đụng nhau được rồi. Đây là người chơi nhất nè, đây là người chơi thứ hai nè. Cái bay trên cỏ, trên mái mái kia không? Đây các bạn, thành cảnh nè. Hai con nào cũng bay đẹp hết, êm mạnh. Đó là bình thường nha các bạn, không vấn đề gì đâu. Thank you.
hấp cho đi. Rồi hôm nay chơi xíu này thôi. Rồi xuống nha các bạn, đây hai máy bay nè. Rồi rất là nhẹ nhàng nha. Đó thì hai cái sản phẩm này nếu mà các bạn mà mới tập chơi, muốn chơi quadcopter mà dạng tốc độ mà cũng bình thường để đủ để chúng ta chơi, chúng ta có thể mua hai mẫu sản phẩm này ha. Và mẫu sản phẩm này với mã sản phẩm là XT1, mẫu sản phẩm này là Q39 ha. Đó thì cả hai mẫu á thì bạn sẽ chức năng bay thì như nhau thôi, tuy nó khác kiểu dáng nhưng mà nó vẫn là cái cánh gấp gọn rất tiện lợi ha. Đó cho nên chúng ta nếu mà chúng ta đi chơi thì chúng ta có thể mua những cái mẫu sản phẩm này về sử dụng hoặc là đem đi du lịch để vui chơi chẳng hạn, mua chơi với bạn bè thì nó rất là thuận tiện ha. Đó và các bạn đừng quên like, share và subscribe kênh thì mình sẽ luôn luôn có nhiều mẫu sản phẩm mới độc đáo và thú vị sẽ gửi đến cho các bạn trong những video tiếp theo. Đó mình và bạn cùng chơi, xin hẹn gặp lại các bạn ha. Các bạn nhớ đăng ký kênh asin.vn channel để nhận được thông báo khi có video mới nhé. Đăng ký thành viên hoàn toàn miễn phí nhé các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video này.